Xin mến chào quý vị khán giả thân thương của kênh. Lời nói đầu tiên thì cũng cảm ơn các anh, các chị, các chú xa quê ủng hộ xem và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Thì hôm nay cũng có dịp làm video lại giới thiệu cho anh chị xem. Nói chung là cũng bỏ khán giả cũng mấy tuần, cũng có lý do nói chung là đặc biệt. Anh chị đều biết thì ở cái tình trạng mà Covid cũng đang diễn ra, nó hoành hành khắp thế giới chứ không phải riêng gì ở Việt Nam mình. Thì ở Việt Nam thì cũng tạm, có lẽ nó là tạm ok, nhưng nhà người người đều ý thức giữ gìn sức khỏe, nói chung là tránh tiếp xúc gần, cái điều đó cũng tốt, nên cũng hạn chế ra ngoài. Nói chung là không cấm, nhưng mà mỗi người có một ý thức khác nhau, rất là ý thức. Nói chung là giữ khoảng cách và giữ khoảng cách. Phà mình đang qua sông là có tên là chỗ bánh phà cũ ngày xưa đó quý anh chị. Đây chỗ bánh phà cũ đây. Hiện tại thì hình thành nên những cái chuỗi mà nhà khách sạn á, thì cũng ghi hình lại làm clip cho anh chị một số cái thông tin thời sự ở Việt Nam. Mỗi nhà mỗi người nói chung là vẫn làm việc bình thường nha cô chú anh chị, nhưng tất cả đều ý thức tránh đến gần, tiếp xúc gần và có những cái trang bị y tế gồm như khẩu trang hoặc là nước rửa tay. Nói chung là tất cả đều tránh lây lan dịch bệnh nếu có. Nói chung là tự bảo vệ mình và người thân. Hiện tại ở Cần Thơ thì không có nha quý vị, xin khẳng định. Thời điểm hiện tại nhé. Đây là cái bến phà cũ ngày xưa đó quý vị anh chị. Tại đây hình thành nên chuỗi khách sạn ha, cũng khá sang trọng. Chỗ những cái bóng đèn sáng sáng đó là bến phà cũ ngày xưa đó. Thì dịch Covid này nó cũng cúm đã tạm lắng xuống rồi, nói chung là khống chế ok, nhưng mà các tỉnh thành đều có thông báo hoặc là cảnh báo hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng là chúng ta nên giữ khoảng cách, cái có những cái tụ tập đông người cũng không nên. Thì có dịp cũng làm video cho anh chị xem ở địa bàn thành phố Cần Thơ. Nói chung là mấy hôm nay thì tình hình bà con mình ai cũng ý thức không có tụ tập đông người, ngoài những cái công việc thường nhật hàng ngày chợ búa gì đó, còn những việc khác thì nói chung là ở tránh tiếp xúc, ở nhà là tốt nhất. À, buổi chiều sắp hoàng hôn rồi, nói chung sắp tối rồi, sập tối rồi đó, sông Hậu nha quý vị. Đây là hướng lên Ông Môn, đây bên kia là bờ Vĩnh Long á đó. Nói chung là khán giả thân thương thì thông cảm, có đôi khi cái điều kiện nó không cho phép, mình cũng hạn chế. Nói chung là lại gần người ta cũng không có tốt, nhưng vô cái phép lịch sự mình không được phép lại gần tiếp cận. Bởi vậy chia sẻ về chợ rồi đó, có thể là tạm thời ngưng lại thời gian cho nó tạm lắng qua cái con đợt cúm này. Nói chung giữ gìn sức khỏe là tốt nhất nha quý anh chị. Chúc quý anh chị vui vẻ bên người thân và gia đình, an lành hạnh phúc. Cảm ơn anh Tính, chị Loan đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh. Chúc sức khỏe anh chị. Buổi chiều
Bà con mình đi 3 chiều khá đông nha quý vị. Ta xa đèn mà giờ chiều tại thành phố Cần Thơ. Một số hình ảnh ghi lại cho anh chị xem. Nói chung là có công việc qua phà. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Cần Thơ thì công việc nó bình thường nha cô chú anh chị, nhưng mà mỗi người đều có ý thức trang bị dụng cụ y tế, khẩu trang, nước rửa tay, nói chung là trang bị trong nhà luôn. Thì ra mỗi công sở khi mà tiếp xúc, ví dụ như đến giao dịch ở các công sở rồi đó, đều có trang bị đo đồ thân nhiệt. Đây là buổi chiều tối trên sông Hậu, giờ này 6:30 rồi, 6:30 tối rồi, lên đèn hết rồi. Cao cao á, tòa nhà cao cao là chỗ Mường Thanh. Hạ nguồn là cầu Cần Thơ đó quý anh chị. Thì gửi lời cảm ơn các anh chị rất là nhiều xem và ủng hộ kênh. Đây là bờ Vĩnh Long nha quý anh chị. Vĩnh Long ha. Rồi cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc sức khỏe cô chú anh chị. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Thì tạm lắng cái vụ dịch cúm thì mình sẽ tính tiếp nha quý anh chị. Thì có cơ hội là mình sẽ chia sẻ ở địa điểm của anh Vũ Văn Thơ cho anh chị xem. Rồi chúc sức khỏe nhiều luôn. Hẹn gặp lại. Mến chào tạm biệt.